Hello anh em nha, tiếp theo clip của sáng ngày thứ hai ngày 7 tháng 8. Quay lên cho anh em xem một top gà Excel Square tờ nha anh em, 3 tháng. Của một em trai đội gia công cho em ở dưới Vĩnh Long ha. Em trai này là cực kỳ dễ thương luôn. Anh em nói chuyện mà làm ăn với nhau nhưng mà giống như anh em vậy đó. Rất là vui vẻ ha. Rồi, thì khai trương đầu tiên, cái lứa đầu tiên của em nó thì ha. Này là tất cả 7 con nha anh em. Rồi, Em để giá mềm nha Một triệu rưỡi một cặp Đó, Bán cho nhanh cho nó suôn sẻ nha anh em Asil Square Màu khét hiện tại là anh em rất là ưa chuộng ha Đây thêm ba con giáp nữa ha hai con mái một con trống nữa Rồi giá cũng vậy luôn nha anh em Triệu rưỡi cặp luôn Đó, Em đổ đanh xem với nhau ha là hiện tại anh em rất là ưa chuộng luôn á em biết cái điều đó nên em cũng đổ ra để cho anh em có đầy đủ gà cho anh em pha chế cạnh độ ha đầy đủ gà tất cả các loại gà cho em anh em luôn con gà ông nội của mấy con này á, là đã rất là nhiều cái rồi nha anh em đã nhiều cái lắm rồi con gà cha của nó là giao cho em nó là chưa chưa đá một cái nào luôn em biết bọn băng tốt để em mang em đổ luôn nha mấy con này là tay nó tốt lắm nha anh em Đó, mai mốt mấy con này là cái cơ bắp với lại tay tốt lắm nha rồi sáng sớm chúc anh em một buổi sáng vui vẻ nha anh em chào anh em ha